Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Firenker. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Firenker cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Firenker Ticoplanin Tá dược vừa đủ Công dụng, chỉ định của Firenker Thuốc được chỉ định trong nhiễm khuẩn gam dương từ trung bình đến nặng bao gồm chủng Staphylococci đề kháng với Macticillin hoặc chủng Enterococci đề kháng với Ampicillin và trong điều trị nhiễm khuẩn gam dương toàn thân ở bệnh nhân dị ứng với Penicillin. Cách dùng, thuốc dùng bằng cách tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm bắp. Chống chỉ định của cơ. Không dùng cho người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Lưu ý khi sử dụng cơ. Cẩn thận trọng khi dùng thuốc trên bệnh nhân có tiền sử mẫn cảm với vancomycin vì có thể xảy ra quá mẫn chéo. Tuy nhiên, bệnh nhân có tiền sử bị hội chứng Redman xuất hiện khi dùng vancomycin thì không chống chỉ định với ticoplanin đã có báo cáo về các trường hợp giảm lượng tiểu cầu khi dùng ticoplanin, cũng như rối loạn về thính giác, gan và thận. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Phụ nữ có thai Thuốc không được dùng khi đã biết hoặc nghi ngờ có thai trừ khi bác sĩ cân nhắc lợi ích điều trị cao hơn các nguy cơ có thể xảy ra. Phụ nữ đang cho con bú, không có thông tin về việc ticoplanin được tiết vào sữa mẹ. Do đó, nên tránh dùng thuốc trong khi cho bú trừ khi bác sĩ cân nhắc lợi ích đạt được cao hơn nguy cơ có thể xảy ra. Sử dụng thuốc cho người lái xe và vận hành máy móc. Thuốc có thể gây chóng mặt, nhức đầu, vì vậy cần thận trọng khi lái xe và vận hành máy móc. Tác dụng phụ của Pyranker. Phản ứng tại chỗ, ban đỏ, đau ở chỗ tiêm, viêm tĩnh mạch huyết khối, áp xe tại vị trí tiêm. Quá mẫn, phát ban, ngứa, sốt dùng mình có thắt phế quản phản ứng phản vệ sốc phản vệ mề đay phủ mạch hiếm có báo cáo về các trường hợp viêm da chóc vảy gây độc da dạng hoại tử ban đỏ nhiều dạng bao gồm hội chứng Steven Johnson tương tác thuốc do có khả năng gây tăng các tác dụng phụ thuốc nên được dùng cẩn thận trên bệnh nhân đang sử dụng các thuốc gây độc thận hoặc gây độc thính giả như aminoglycoside amphotericin B colistin cisplatin Ciclosporin, furosemide và Acid itacrinic. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Firanker, đồng thời biết cách sử dụng Firanker, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham